Xin chào quý vị khán giả. Vào đầu tháng 11 năm 2020, đã xảy ra một vụ việc thương tâm tại một tòa nhà chung cư ở quận Nam An, thành phố Trùng Khánh. Hai đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi đã ngã từ tầng 15 xuống. Ngay sau đó, cha của hai đứa trẻ đã chạy tới, ôm lấy hai đứa con của mình và khóc nức nở. Anh ấy dường như đã sụp đổ, không ngừng đập đầu vào tường và tự trách mình đã không chăm sóc tốt cho các con. Lúc này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều rơi nước mắt vì thương xót cho hai em nhỏ và an ủi người cha của chúng. Khi báo chí và các phương tiện truyền thông đưa tin, tất cả mọi người đều tin rằng đó là một vụ tai nạn. Thậm chí đã có nhiều nhà hảo tâm tìm đến và giúp đỡ gia đình của hai cháu bé. Nhưng theo thời gian, cảnh sát đã phát hiện những điều bất thường. Có vẻ như đây không phải là một vụ tai nạn. Dường như đã có rất nhiều điều ẩn khuất bên trong vụ việc này. Đầu tiên, chúng ta cần tìm hiểu về gia đình của hai cháu nhỏ trong vụ việc. Người cha tên là Trương Ba. Hắn ta xuất thân từ một gia đình có điều kiện kinh tế trung bình. Thậm chí, gã này chỉ là một tên côn đồ vô công dỗi nghề. Còn mẹ của hai cháu bé là Trần Mỹ Lâm. Hoàn cảnh của gia đình cô này thì khá tốt. Cả về phẩm chất cá nhân lẫn trình độ học vấn, Mỹ Lâm đều cao hơn rất nhiều so với Trương Ba. Khi hai người chưa đến với nhau thì Mỹ Lâm có rất nhiều người theo đuổi và Trương Ba chỉ là một trong số đó. Mặc dù hoàn cảnh gia đình của hắn ta không tốt, nhưng hắn ta lại có tài ăn nói và quan tâm đến Mỹ Lâm. Như ai đó đã nói rằng, con gái yêu bằng tai. Cuối cùng, Trương Ba và Trần Mỹ Lâm đã đến được với nhau. Tuy nhiên, gia đình của cô đã phản đối mạnh mẽ việc con gái kết hôn với Trương Ba. Nhưng Mỹ Lâm không để ý tới sự ngăn cản đó, cô tình nguyện được gả cho Trương Ba, chứ không yêu cầu bất kỳ món tiền thách cưới nào. Thậm chí, trước khi hai người tổ chức đám cưới, Trần Mỹ Lâm đã mang thai. Họ đã kết hôn một cách vội vàng. Không lâu sau đó, con gái đầu lòng của hai người đã chào đời. Khi đó, Trương Ba cùng bạn bè của hắn ta đã thành lập một công ty tín dụng và công ty này đã hoạt động khá tốt. Kinh tế của cả gia đình đang trên đà phát triển. Vì sự nghiệp, hắn ta đã làm việc rất chăm chỉ, ra khỏi nhà từ sớm và về rất muộn. Việc Trương Ba thay đổi tích cực như vậy khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Sau đó, Trần Mỹ Lâm đã mang thai lần thứ hai, nhưng Trương Ba lại quan tâm đến cô ấy ngày càng ít hơn. Ngay sau khi con trai nhỏ được sinh ra, Trần Mỹ Lâm đã nhận ra rằng hành vi của Trương Ba ngày càng chệch hướng. Hắn ta ra khỏi nhà từ sớm và về nhà rất muộn. Khi ở nhà, hắn ta chỉ tập trung vào chiếc điện thoại, chứ không quan tâm gì đến ba mẹ con của Mỹ Lâm. Trong khi công việc kinh doanh của Trương Ba ngày càng phát triển, hắn ta lại có thêm nhiều cuộc gặp gỡ bên ngoài hơn. Lúc này thì giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã cho Mỹ Lâm biết rằng gia đình của cô ấy đang rất lung lay. Bất cứ khi nào Mỹ Lâm yêu cầu chồng mình về nhà mỗi ngày, hắn ta đều nói: anh làm việc bên ngoài mỗi ngày để kiếm tiền, làm sao anh có thể có nhiều thời gian đến như vậy? Em hãy hài lòng với những gì mình đang có. Một ngày nọ, trong một bữa tiệc, Trương Ba đã gặp một người phụ nữ tên là Diệp Thành. Cô là bạn của ông chủ trong buổi tiệc. Vẻ đẹp của Diệp Thành đã ngay lập tức thu hút Trương Ba. Ở phía đối diện, cô gái cũng bị vẻ điển trai của Trương Ba thu hút. Mấy ngày sau đó, họ bí mật bắt đầu một mối quan hệ. Tuy nhiên, Trương Ba đã giấu việc mình đã có gia đình với Diệp Thành. Trong mắt của cô gái ấy, hắn ta là một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp, lại rất ga lăng và đẹp trai. Cha của Diệp Thành là chủ một công ty xây dựng. Ông cũng đầu tư vào một công ty trang sức và là cổ đông của một công ty khai thác mỏ. Diệp Thành đã không còn quá trẻ và cũng đã có một số kinh nghiệm trong tình yêu. Chính vì thế, Trương Ba đã say đắm trong tình yêu của cô gái này. Hơn thế nữa, gia thế và khối tài sản từ bố của Diệp Thành sẽ giúp ích cho hắn ta rất nhiều sau này. Quan hệ của hai người vẫn tiếp tục tiến triển trong sự bất hòa của Trương Ba và Mỹ Lâm. Đến ngày Diệp Thành đòi kết hôn, cô đã đề nghị đưa Trương Ba về gặp bố mẹ. Trong khi đó, Trương Ba cảm thấy rất hoang mang. Sau đó, dưới sức ép của Diệp Thành, Trương Ba đã phải nói ra việc hắn ta đã có gia đình. Sau khi nghe xong,
Diệp Thành đã rất tức giận và cào vào mặt Trương Ba. Hắn ta đã trấn tĩnh cô và nói, anh sẵn lòng ly hôn vì em. Chính câu nói này đã hoàn toàn làm lay động trái tim của Diệp Thành. Sau nửa năm, tình cảm giữa Trương Ba và Trần Mỹ Lâm đã tan vỡ và không thể cứu vãn. Trương Ba đã tự nguyện đề nghị ly hôn với Trần Mỹ Lâm và thông báo rằng hắn đã có người khác. Tất nhiên là khi đối diện với sự việc này, Mỹ Lâm đã không lựa chọn níu kéo mà chọn ly hôn hòa thuận. Theo mình nghĩ, có lẽ Mỹ Lâm đã chuẩn bị tâm lý trước cho kết cục này. Vào cuối tháng 2 năm 2020, Trương Ba và Trần Mỹ Lâm đã đạt được thỏa thuận ly hôn. Theo thỏa thuận này, con gái sẽ ở với Mỹ Lâm, còn con trai sẽ ở với Trương Ba cho đến khi 6 tuổi, sau đó sẽ trở lại với Mỹ Lâm để cô nuôi dưỡng. Sau khi hai người ly hôn, Trương Ba đã sẵn sàng dành phần cuộc đời còn lại của mình cùng với người tình của hắn ta là Diệp Thành. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như hắn ta tưởng. Diệp Thành là một người cực kỳ cứng nhắc trong tư tưởng và hành vi. Cô ta cho rằng hai đứa con của Trương Ba vẫn tồn tại trên thế giới này. Đối với cô ta, đó là một mối nguy hiểm trong chuyện tình cảm. Lúc này thì hai đứa trẻ vô tội đã bắt đầu gặp nguy hiểm. Diệp Thành đã nói với Trương Ba rằng vì anh ta có hai đứa con riêng nên cả em và gia đình đều không chấp nhận được điều đó. Không những thế, người đàn bà này còn yêu cầu Trương Ba tự mình giải quyết vấn đề. Tất nhiên là ở đây mình đã diễn tả một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trên thực tế, yêu cầu của cô ta khủng khiếp hơn thế. Nó không phải là giao cả hai đứa trẻ cho mẹ của chúng, mà là làm cho chúng biến mất. Lúc này, Trương Ba hoàn toàn bị sốc trước yêu cầu của người tình. Mặc dù mình công nhận hắn ta không phải là người tốt, nhưng việc vi phạm đạo đức và luân lý đến mức như vậy là không thể chấp nhận được đối với hắn ta. Tuy nhiên, để kết hôn với Diệp Thành, Trương Ba cuối cùng đã chọn người tình và sự nghiệp thay vì con của mình. Lúc này hắn ta hoàn toàn bán linh hồn cho quỷ dữ là Diệp Thành. Đến cuối tháng 6 năm 2020, Diệp Thành đã nhìn thấy Trương Ba đứng im không chịu tiến lên. Khi đó, cô ta đã vô cùng tức giận và dùng hũ tro để ném mạnh vào người Trương Ba. Khi ấy hắn ta không phản ứng lại, Trương Ba về nhà với toàn thân đầy thương tích. Hắn ta quyết định tìm cơ hội để tấn công con mình. Trong khi Diệp Thành nói rõ rằng, chừng nào chúng còn tồn tại trên thế giới này, hai người sẽ không thể kết hôn. Trương Ba lúc này đã ra điều kiện rằng nếu anh giải quyết được vấn đề, Diệp Thành cũng không được trách móc hắn ta chuyện quá khứ nữa. Hai người đã đồng ý với nhau và bắt đầu âm mưu làm thế nào để đạt được điều mình muốn. Sau đó, Trương Ba và Diệp Thành quyết định tìm cơ hội đón con gái lớn của Trương Ba từ vợ cũ trở về. Tuy nhiên, việc này kéo dài đến tháng 10 năm 2020, Trương Ba vẫn chưa có động thái gì. Lúc này, Diệp Thành đã không thể chờ đợi thêm được. Ả đàn bà này đã nói rằng nếu Trương Ba không hoàn thành giao kèo trong khoảng thời gian quy định, cô ta sẽ tự làm mình tổn thương. Lúc này, tâm trí của Diệp Thành đã thật sự trở nên rất bất thường. Vì trước đó, cô đã thường xuyên dùng dao nhỏ để làm Trương Ba bị thương. Đối mặt với áp lực từ người tình, Trương Ba đã nói rằng anh sẽ cố gắng hoàn thành việc này trong vòng 10 ngày nữa, em yên tâm. Ngày hôm sau, người cha cầm thú đã gọi điện cho vợ cũ và đón con gái trở về. Mỹ Lâm thì nghĩ rằng cha của con bé đón nó về chơi cùng với em cũng là một điều bình thường. Nhưng cô không biết được, cha của chúng đã không còn là người nữa. Trương Ba đã đón con gái lớn về, tuy nhiên hắn ta không ngờ được rằng trong ngày đó mẹ của mình cũng đến thăm. Vì vậy, trong suốt cả ngày, hắn ta không tìm được cơ hội phù hợp để ra tay. Trong 10 ngày này, Trương Ba sẽ phải báo cáo tiến trình kế hoạch cho Diệp Thành. Vào ngày 2 tháng 11 năm 2020, Trương Ba cuối cùng đã tìm được thời điểm thích hợp. Trong lúc mẹ hắn ta ra khỏi nhà, Trương Ba đã ôm hai đứa trẻ ra ban công,
và từ tầng 15 của căn hộ, một tội ác chưa từng có tiền lệ đã xảy ra. Những việc mà Trương Ba đã làm thực sự khiến mình bị sốc, nhưng việc hắn ta diễn xuất sau đó còn khiến mình ghê tởm con người này hơn. Trương Ba đã chạy xuống tầng trệt một cách điên cuồng. Tất nhiên là ở một độ cao như thế, hai đứa trẻ đã không còn cơ hội nào. Nhưng đó là tất cả những gì Trương Ba và Diệp Thành muốn. Người cha cầm thú đó bắt đầu nhìn hai đứa trẻ nằm trên mặt đất và khóc lóc thảm thiết. Các cư dân xung quanh đã đổ đến xem chuyện gì đã xảy ra. Quả là một màn trình diễn đầy ắp cảm xúc và lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Lúc này, Trương Ba đã dùng đầu đập mạnh vào tường bên cạnh. Mình không biết cảm xúc thực sự của hắn ta lúc này là như thế nào, nhưng mình chắc chắn rằng màn trình diễn đó nên được trao 10 giải Oscar. Hắn ta trơ trẽn đến mức nói rằng hai cháu đã chơi đùa ở gần ban công, sau đó tai nạn đã xảy ra. Khi mẹ của hai đứa trẻ đến bệnh viện, Trương Ba đã quỳ gối xuống trước mặt cô. Hắn ôm chặt lấy chân cô và la lớn: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh không phải là người cha tốt." Lúc này, Mỹ Lâm nhìn người đàn ông trước mặt và phát tiết: "Tại sao đã ly hôn rồi mà anh vẫn không buông tha cho chúng tôi?" Có lẽ sẽ không ai có thể hiểu được tâm trạng của Mỹ Lâm lúc này. Các cơ quan nội tạng của cậu con trai đã bị dập nát và không qua khỏi, trong khi cô con gái lớn đã ngừng thở từ lâu. Trong những ngày đầu mất con, Mỹ Lâm luôn rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày. Sau đó, cô càng suy nghĩ càng thấy không ổn. Trương Ba từ lâu đã không có tình cảm đặc biệt với hai đứa trẻ. Hắn ta không muốn nuôi dưỡng chúng từ khi ly hôn. Nhưng một tuần trước khi vụ việc xảy ra, hắn ta lại đột nhiên nghĩ đến việc mua quần áo cho con gái. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Và vào ngày trước khi vụ việc xảy ra, hắn ta lại đón con gái lớn đến nhà và cho cô bé ở lại qua đêm. Điều này cũng là lần đầu tiên, sang ngày hôm sau thì sự việc đã xảy ra. Điều khiến Mỹ Lâm hoài nghi hơn là cửa sổ trong phòng ngủ của Trương Ba rất khó mở, thậm chí người lớn cũng cần dùng lực mạnh để mở cửa sổ đó. Con gái cô chỉ cao khoảng 90cm, con trai chỉ mới 1 tuổi rưỡi và thấp hơn. Chính vì thế, chúng không thể đứng cạnh nhau ở trên đó. Hơn nữa, khi con gái lớn ở nhà, con bé cũng không có thói quen leo cửa sổ. Xét về chiều cao của cả hai, rất khó hiểu làm thế nào chúng có thể leo lên chiếc cửa sổ đó, đặc biệt là cả hai lại rơi xuống cùng nhau. Ngoài ra, lời khai của Trương Ba cũng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn. Hắn ta nói rằng vào lúc xảy ra sự việc, hắn ta đang ở trong phòng khách, trong khi hai đứa trẻ đang chơi ở phòng ngủ. Tuy nhiên, sau đó Trương Ba lại nói với cảnh sát rằng hắn ta đang ngủ khi sự việc xảy ra. Tình tiết nghi ngờ tiếp theo là sự việc đã xảy ra vào ngày thứ hai, vậy tại sao Trương Ba lại không đi làm? Mỹ Lâm càng suy nghĩ càng thấy kỳ lạ, nên đã thông báo những điều này cho cảnh sát. Điều này cũng trùng hợp với suy nghĩ của cơ quan điều tra. Trong vụ án này, hai đứa trẻ chưa đến 3 tuổi, khả năng kiểm soát cơ thể của chúng còn yếu, không đủ để leo trèo ra cửa sổ. Nếu đó là một vụ té ngã, liệu chúng có sử dụng các vật liệu khác để leo lên? Nó có thể để lại các dấu vết bên cạnh cửa sổ. Do chiều cao, cân nặng và tuổi tác khác nhau, hai đứa trẻ có thể để lại những dấu vết leo trèo khác nhau. Cảnh sát đã tiến hành điều tra về những điểm nghi ngờ này. Khoảng một tháng sau đó, cảnh sát đã công bố cho Mỹ Lâm rằng vụ việc có thể không phải là một vụ tai nạn. Tin tức này đối với cô như một cú sốc từ trên trời rơi xuống. Liệu trên thế giới này thật sự có những người tàn ác đến mức sẵn lòng hãm hại con ruột của mình hay không? May mắn rằng cảnh sát đã tìm ra được chân tướng của sự thật. Trong đêm trước ngày xảy ra vụ việc, Trương Ba và Diệp Thành đã cùng nhau chuẩn bị lời khai. Cả hai đã xóa toàn bộ đoạn hội thoại. Hành động này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Nhờ các nghiệp vụ chống tội phạm công nghệ cao, cảnh sát đã thành công khôi phục lại 17.000 tin nhắn giữa hai người. Lúc này, sự thật đã được hé lộ. Khi triệu tập cả hai người lên đồn cảnh sát, về bằng chứng, Trương Ba và Diệp Thành đều không có gì để nói. Tuy nhiên,
Điều không ngờ tới là cả hai người đã bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Theo lời của chương 3, từ đầu đến cuối, mọi việc đều là sự ép buộc của người tình. Theo quan điểm pháp luật, Diệp Thành nên được xác định là đối tượng chính. Điều đáng kinh ngạc hơn là sau khi sự việc này xảy ra, Diệp Thành vẫn thường sử dụng việc tự làm tổn thương bản thân mình để đe dọa chương 3. Đôi khi cô ta còn tấn công bạo lực lên hắn ta. Sau khi được xác định bởi cảnh sát, thực trạng mà chương 3 mô tả gần như là chính xác. Trên cơ thể của chương 3 có rất nhiều vết sẹo, trong khi Diệp Thành thường xuyên có tinh thần không ổn định. Trong phiên tòa lần đầu tiên của vụ án này, chương 3 và Diệp Thành đã đổ lỗi cho nhau trên tòa. Chương 3 cho biết người tình của mình đã thường đe dọa hắn ta và cũng đã phát hiện những vết sẹo ở trên cổ tay của cô. Tuy nhiên, do không thể khôi phục được bằng chứng video, tòa án không xác nhận điều này. Trong khi đó, Diệp Thành cho biết cô đã đưa ra yêu cầu vô lý này chỉ để Chương 3 rời xa cô. Ai ngờ hắn ta lại thực sự làm điều đó. Lúc này, luật sư bảo vệ của Chương 3 cho biết sau khi vụ việc xảy ra, hắn ta đã có hành động cứu giúp tích cực và hối lỗi. Do đó, hắn ta nên được giảm nhẹ bản án. Trong khi đó, luật sư bảo vệ của Diệp Thành cho biết ý đồ chủ quan của cô ấy không xấu. Cô chỉ muốn ở bên cạnh Chương 3 và không có ý định làm hại hai đứa trẻ ngay từ đầu. Tuy nhiên, tòa án đã cho rằng hành động cứu giúp của Chương 3 chỉ là để trốn tránh sự nghi ngờ và không thể hiện sự hối cải thực sự. Trong khi đó, Diệp Thành cũng đã ép buộc Chương 3 làm ra tội ác đó. Đây là những hành động đáng lên án. Cô ta chỉ vì lợi ích của cuộc hôn nhân của mình. Tòa án đã bác bỏ lập luận của cả hai luật sư bảo vệ. Hai người này hoàn toàn có thể có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng họ lại không thể chấp nhận được sự tồn tại của hai đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi. Chính vì thế, vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, tòa án cuối cùng đã tuyên án Chương 3 và Diệp Thành tội cố ý giết người, và cả hai đã bị kết án tử hình. Khi quyết định của tòa án được tuyên bố, mẹ của hai cháu bé là Mỹ Lâm đã rơi nước mắt. Cô nói, các con yêu của mẹ, các con có thể an nghỉ yên lành rồi. Sau khi tuyên án, Chương 3 và Diệp Thành đã liên tục van xin sự tha thứ từ Mỹ Lâm. Tuy nhiên, mình nghĩ rằng việc tha thứ cho họ chỉ có Chúa mới có thể làm được. Điều chúng ta cần làm là đưa họ tới gặp Ngài. Có lẽ trong thời khắc mà Chương 3 bế hai đứa trẻ lên, chúng cũng đã nói rằng, cha ơi, đừng làm như vậy. Vậy là chúng ta đã tiếp tục giải mã thành công thêm một vụ án nữa. Sau vụ án này, mình lại rút ra thêm được một điều nữa, đó là con người có rất nhiều cái nhất, nhưng đáng tiếc là đáng sợ và độc ác cũng có trong những cái nhất này. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này? Hãy thảo luận với chúng mình bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.